thằng nhỏ nó lỡ gặp những đức, nó lì còn hơn cái gì, nó cự mẹ nó không. Mẹ nó dặn đến gặp những đức, mà lăng cự mẹ nó, mẹ không dám nói chứ. Mẹ nó dặn lại, mẹ nói thầy nó chơi game, nói nó chửi con. Nó nhỏ 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 vậy nè. Lỡ dặn lại gặp những đức, những đức vừa nấu ăn xong bận bộ đồ đen thui. Cái mặt đen thui thùi lùi, trong lửa mới ra mặt hầm hầm đấy. Bước lại nói, mày tin tôi tán cái mặt mày không mày? Xanh mặt xanh mày chứ, im gu, mặt mày còn chút máu nào chứ. Từ hôm nay nha, cự mẹ nữa là coi chừng, nghe không? Từ hôm nay mà nó cự cô, dẫn lại đây gặp những đức. Từ đó là sao? Mẹ nói nó không dám một lần nào cự mẹ nó. Nó nên nói Hòa Thượng Công này giảng cho ông Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này, nói một câu: chửi người, mắng người mà vì người là thiện, vuốt ve người, nói ngọt với người mà có cái tâm xấu với người ta vẫn là ác. Thấy không? Nên nhiều người mình học Phật á, bị cái văn tự nó buộc ràng mà chết, mà phiền não. Chúng ta học Phật sao không thoáng chứ quý vị? Càng học Phật càng thoáng đi. Thật sự mà nói, đối chúng ta trong cuộc đời này, mấy mươi năm trong cuộc đời, đừng có nói tới già, chúng ta chưa già khi chúng ta đã chết rồi. Vì có nhìn nhiều người trẻ chết không? Đúng không? Rất nhiều người trẻ chết. Vì có thấy nhiều người trẻ mà giàu chết không? Trẻ mà nghèo chết có thấy không? Có hết trơn. Giàu nghèo gì cũng chết. Hiểu chưa? Vậy thì giàu nghèo gì cũng chết. Thì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta đi đến đây thật sự chúng ta đóng một vai diễn trong cuộc đời này. Đó là đóng vai đó thì đóng vai cho chân thật thôi. Đóng vai làm vợ, đóng vai làm con, đóng vai làm chồng, đóng vai cha mẹ. Thì làm đúng cái vai trò mình thôi, làm cho xuất sắc thôi. Nói rõ ra là đóng giả đó. Không? Đóng giả nhưng diễn thật. Giả nhưng diễn thật. Không? Mình làm vợ mình phải thương chồng mình diễn cho thật. Nhưng mình biết giả mày ơi. Không? Mình đã biết là giả rồi, một ngày nào chồng bỏ mình làm gì mình khổ. Mình đã biết rằng là duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Trong cái cuộc đời con người gặp nhau trong cuộc đời này giống như đi trên một đoạn đường. Nếu như đoạn đường xa từ đây đi ra cổng chùa thì chúng ta sẽ đi đây ra cổng chùa thôi. Còn xa nữa thì chúng ta đi xa nữa, theo cái nhân duyên đó mà đi thôi. Con người chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này cũng vậy, tình bạn cũng vậy. Có những cái loại bạn gần nhau hoài nhưng mà lại xa nhau. Có những loại bạn không cần gần nhưng mà là xa. Đúng không? Cái đặc biệt của chúng ta có gần hay không gần gì, quan trọng là chúng ta đến với nhau vì cái tình người như thế nào mới là quan trọng. Còn hơn gặn nhau tối ngày đi tạo nghiệp. Đúng không? Nó nên những đức thấy trong thời khoảng thời gian như đức đi tu, bạn bè những đức có gặp đâu, nhưng mà lâu lâu xuất hiện tên là tu. Lâu xuất hiện tên thì đi tu. Hồi xưa những đức có một bạn, nó tên ngoài đời là tên thằng cọp. Sau này những đức học Phật đó, nó lên cái trang đó, nó gặp những đức, nó coi xong nó giờ tu tại gia. Nên nhiều bạn hồi xưa giờ trên mạng cái mặt những đức nó đầy, bấm chỗ nào cũng thấy mặt những đức xuất hiện, đưa cái mặt chai hô hốc đem ra. Vậy mà giảng đã nghe được. Vì sao? Thoáng. Học Phật sao càng học càng thoáng quý vị. Có nhiều người hỏi như đức: thầy ơi, con làm công sở, bận đồng phục, quần ngắn ngủ, vô chùa lễ Phật được không thầy? Vậy đức nói được. Sao có nhiều người nói bận đồ gì đến chùa lễ Phật tội?
Nhưng Đức nói cái gì trong cuộc đời này mà không tội? Không có thấy cái thứ gì mà nó không tội chứ. Nếu mà nói nó là tội thì nó là tội. Còn nếu nói nó là không tội thì nó là không tội. Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Thấy không? Người ta bận đồ đồng phục, người ta đi làm, thời gian đâu để người ta thay bộ đồ khác. Người ta còn không có thời gian, nên người ta xẹt qua, người ta lễ Phật được dạy lại. Không lẽ Phật đi kết tội họ? Đúng quý vị. Bây giờ như Đức hỏi quý vị này, bây giờ như Đức ngồi nói chuyện Phật Pháp ở đây, quý vị ngồi với quý vị ngủ, có tội không? Có không? Buồn ngủ mà kỳ ngủ chứ làm gì có tội. Không biết tội gì luôn. Học Phật sao cái thứ gì cũng tội chứ, vậy nghỉ học phước cho rồi đi. Buồn ngủ quá trời luôn, tôi ngồi đây mà tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ chứ gì mà có tội. Mà cái tội này ai kết cho quý vị? Thí dụ như cái cơ địa con người, mỗi người nó khác nhau. Có những người thì ta tỉnh táo, nhưng có những người thì ta thích ngủ gà ngủ gật hay sao? Có những người thì mình nghe pháp mình tỉnh, nhưng có những người người ta nghe pháp là người ta ngủ, nhưng người ta nghe nhạc là ta tỉnh. Hay chưa? Nhạc rap rồi ta nghe ta tỉnh. Hồi xưa nhà Đức đi vô chùa 2 năm đầu, bởi vì mình phải cảm nhận nó buồn ngủ không tưởng tượng được. Tại vì sáng mới có 3 giờ thức, nó buồn ngủ không tưởng tượng được. Mà khi nó buồn ngủ rồi, nghe quý vị, đừng có nói hai chữ tụng kinh. Nó tụng cái gì á? Nó chỉ tụng cái ngủ thôi, chứ nó không có tụng kinh gì hết trơn á. Đây là cái cảm nhận mình biết mà, nó gì đâu mà. Ừ, những Đức là cũng đặc biệt á, 2 năm á. Qua 2 năm là người tỉnh táo đặc biệt, làm việc và ít ngủ. Trung bình đêm ngủ, đêm ngày luôn, ngủ chừng chưa được 3 tiếng. Là người tỉnh veo, lễ lọc, không có ngủ miếng nào hết. Nó rõ ra là con người những Đức không phải giỏi gì, mà sức chịu đựng những Đức cao lắm quý vị. Dù như hôm qua những Đức bên kia đi về là tới đây 12 giờ khuya. Xong rồi những Đức về, những Đức có ngủ đâu, những Đức coi lại tất cả những cái buổi giảng của mình và những cái trực tiếp. Những Đức đều coi lại hết. Tất cả những buổi giảng và những buổi làm phim mấy anh em làm, những Đức đều coi lại hết. Coi để mình rút kinh nghiệm quý vị. Và thêm coi bình luận có ai chửi mình không để mình giảng lại. Hiểu chưa? Người ta thì giảng pháp thì người ta đọc kinh để người ta giảng. Còn tôi là coi có ai chữ không tôi giảng, nên người ta mới chịu nghe. Kinh người ta không hiểu rồi, bây giờ xác thực nhân sinh người ta dễ hiểu hơn. Thấy không? Xong rồi về đó cũng đâu có ngủ. Rồi đâu 2 giờ mấy thức dậy, lễ Phật một chút. Lễ đau chân lắm nghe, bắp đùi cứng ngắc. Nghe không? Lễ một chút xong đi bãi bãi xuống nhà bếp. Xách cái sạn bự cho bá cả quơ. Đấy, xuống nhà bếp nấu ăn, cái bà đó bà cúng 2 cái sạn. Mà cái sạn bự lớn nè. Nó dài cỡ thước rưỡi. Cầm cái sạn lên khí thế. Cái cô nói công nhận cái sạn thầy lớn thiệt. Nhưng Đức nói dân nấu ăn có tầm cỡ mới cầm cái sạn này. Xong rồi xuống nhà bếp nấu ăn. Nấu ăn rồi xào đồ xào với mấy cô. Nấu canh đồ này kia. Làm gì mà nó quạt bát. Làm xong ăn cơm xong, ngồi dưới đó làm người mẫu 1 tiếng rưỡi. Mấy ba chụp hình cạch 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 cạch. Xấu thì xấu, ai thích chụp hình mình chụp. Chứ mình đâu có đòi hỏi. Đúng quý vị. Có ai mà đi đòi hỏi với người ta chụp hình với người ta không? Thích chụp với mình chụp thôi. Vậy đó, xấu xấu với người ta phải chụp. À, kêu cừ lên mà làm nè. Thấy chưa? Vậy mà bảo phải nghe. À, nên sáng có cô đó, cô cầm cái máy, cô cầm chụp 2 người lượt á. Ở đây, để tôi cầm chứ. Để tôi cầm tôi bóp chứ chứ. Nó, tại vì 2 người mà bà mà cầm cái mắt gì thì chắc chắn là nó phải à.
nhọt lắm. Từ đâu đó mà không mà vui quý vị ơi, thì mình nói gì vui thôi chứ con biết mặt mày ai đâu mà ngại. Thật sự chụp hình gọi vì còn nhớ, tại vì thấy biết những đứa chỉ có cá nhân, chứ những đứa gặp quá nhiều người, những đứa không có thể nào nhớ ai hết. Trong đầu những đứa đâu nhớ ai đâu, nghe không? Đó, mình thường tưởng nhớ ai với đạo Phật, chứ giờ mình gặp ai mình cũng nhớ. Nên có nhiều cô mình gặp nhau mình đừng có hỏi là có nhớ con không, khó trả lời ghê. Mình đừng có hỏi người ta vậy, vì đừng có bắt buộc người ta điều này. Tại vì hỏi người ta điều đó không lẽ nói không, không thấy cũng kỳ kỳ ghê, đúng không quý vị? Nên người ta thường hỏi như Đức gì, như Đức nói à cô phải không, cô nè. Anh nói con biết mà, con hỏi thầy là thầy nhớ liền. Nhớ liền. À lúc này cô đẹp hơn hồi đó nghe. À đúng rồi, đúng, đẹp hơn hồi đó. Nói vậy thôi vậy. Rồi là xong rồi, bảo mà hỏi lại một cái, hồi nào thầy, nó quên. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng quá đông người đừng nên gặp nhau hỏi có nhớ con không. Đúng không? Có nhớ thì nhắc, còn đừng có hỏi câu đó. Hỏi câu đó khó trả lời lắm. Bây giờ chúng ta gặp nhau bữa nay, chưa biết ngày mai chúng ta như thế nào. Vài năm sau hay nửa năm sau hay tháng sau hay ngày sau gặp lại thì tùy duyên. Còn ngoài ra đã gặp nhau bữa nay thì biết bữa nay đi. Đúng quý vị. Đó. Nên sau này ngoài đời mình còn trẻ đó, mình yêu ai á, mình đừng có hẹn nhiều quá. Thấy không? Nói trước bước không tới. Hẹn nhiều quá khi nó không được gì đâu quý vị à. Chúng ta hãy trân quý ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau là đáng quý rồi, đúng không? Tại vì ngày mai vô thường ai biết đến với mình sao? Chúng ta hẹn lần hẹn lựa, cuối cùng chúng ta có biết có gặp nhau hay không? Mỗi ngày con người mình chuyển biến từng sát na, sự thay đổi của tâm người từng sát na mà chuyển biến. Bữa nay nghĩ gì, ngày mai nghĩ gì khác. Bữa nay gặp mình thì thấy mến thương, chứ ngày mai biết còn thương mình nữa em, hay không? Bữa nay người ta gặp mình thì người ta thấy đối tượng là đặc biệt, nhưng ngày mai người ta gặp đối tượng khác đặc biệt hơn thì sao? Nghe không? Đó. Con người mà sống như vậy thì thôi quý vị quá lạc quan, quý vị sống quá tuyệt vời luôn. Đó. Thí dụ như người ta đến với mình mà người ta yêu mình, mà bây giờ người ta không yêu mình nữa, mà đừng hỏi câu tại sao. Bây giờ trả lời đơn giản thôi, giờ nghỉ yêu chứ làm sao. Nó có cái gì đâu mà đi hỏi cái chuyện này, hỏi khó trả lời ghê. Là bây giờ lúc yêu là tại sao anh lại yêu tôi, vì lúc đó yêu. Bây giờ tại sao anh không yêu tôi, bây giờ hết yêu vậy thôi. Lý do vô cùng đơn giản luôn, đi hỏi mệt ghê. Em quý vị, à, lúc trước người ta gặp mình, ta hôn mình, bây giờ không hôn mình hỏi tại sao bây giờ anh không hôn em, vì không thích hôn nữa thôi, cái gì đó. Em quý vị thấy không? Nếu như cuộc đời quý vị sống mà nó đặc biệt lạc quan sống như vậy, thì ai nhìn quý vị mà người ta không muốn học? Sống trong cuộc đời này, xin thưa với quý vị, sự lừa dối với nhau đó là chuyện bình thường. Tại vì cái cõi nhân sinh này là quan gia thù nghiệp. Chúng ta đến với nhau trong khoảng thời gian dài ba năm chúng ta thân thiết. Nhưng mà dài ba năm sau chúng ta lạc lẽo là vì nhân duyên chúng ta đến với nhau, hai vị trí này nó không bồi dưỡng. Mình thì mình thân với người ta nhưng người ta không thân với mình. Vì một bên bồi dưỡng, một bên không bồi dưỡng. Nếu mà hai bên mà biết bồi dưỡng thì cái nhân duyên nó rất là dày. Nhưng mà do gì chỉ có một người bồi dưỡng, một người kia không bồi dưỡng thì sao vậy? Vì hỏi câu tại sao, câu này đừng nên hỏi chi cho nó mệt. À, giống như một người nắm và một người buông thì nó tuột à. Đúng quý vị. À. Bây giờ mình thương người đó, mình với người đó ôm nhau. Mà mình ôm người đó, người đó không ôm mình thì cảm giác làm sao? Họ không có ôm mình, họ nó xuôi tay gì nè. Mình muốn ôm, ôm đi. Cảm giác này sao? Cảm giác này mình biết là người ta không thương mình rồi. Thấy không? Nhưng mà vì mình với người ta từng quen nên ta cho mình ôm đại một cái, xả dao. Bye bye, chào anh. Không có tình cảm gì chứ quý vị. Đó. Nên quý vị sống trong cõi đời này, quý vị thoáng một chút đi. Tình bạn hay bất cứ tình nào cũng vậy chứ, nó có thể phai nhòa là chắc chắn, nghe không? Nhưng mà chỉ có tình đạo nếu thật sự thì không phai.
Chắc chắn rằng con người Nhân Đức đã là một con người chơi với bạn là chơi lâu. Nhân Đức là người chơi không phản bạn. Thấy không? Nhưng mà nếu bạn chơi với mình không tốt thì sao? Nghỉ chơi chứ sao? Thấy không? Chứ sao giờ quý vị? Mình chơi với người ta tốt, người ta không chơi với người ta không chơi tốt với mình thì thôi chúng ta đừng chơi nhau nữa. Nhủi đầu vô chơi vô thiệt thòi. Đúng quý vị? Mình ngoài đời đi, mình yêu người ta không yêu mình thì sao? Thì nghĩ yêu. Chàng ơi, vậy mà cũng biết chả? Không biết nữa, thôi chịu thua. Thấy không? Nên đừng bao giờ áp lực nhau, hỏi câu tại sao. Quý vị nghe những điều này đúng là nhân sinh thù thắng quý vị. Thấy không? À, nên bản thân như thế cũng lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chứ. Bây giờ bao nhiêu người ta quý mến mình, quý vị coi lễ những đi đến đâu người ta kéo tôi dù dù đến đó. Hoa Nam Võ đứng hai bên đường cầm quạt hình ảnh của mình, đúng là hơn ngôi sao điện ảnh. Chị coi nên từ đâu đó à. Không nói thiệt quý vị biết chứ, nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ không nổi tiếng bằng những tiếng đó. Không, cái nổi tiếng của Nhân Đức là gì phải không? Được tình thương mến thương luôn vậy. Được tình thương mến thương người ta dành cho luôn. Còn cái nổi tiếng của ca sĩ là họ hát hay, họ đẹp trai, người ta chạy theo họ về hình thức, chạy theo hình thức, cuồng nhiệt chạy theo. Nhưng mà trong đạo là người ta cảm nhận được là mình giảng đạo, người ta nghe mà người ta xóa tan được nỗi buồn trong cõi lòng. Nên đó là sự thương yêu thật sự từ tâm. Khác nhau hoàn toàn quý vị. Bây giờ nói thiệt tình mà nói, chứ ca sĩ đi đến hát thì người ta được có bao thư. Nhưng những đức giảng pháp xong, những đức không có bao thư, nhưng gọi là cúng dường. Thù thắng hơn không? Mà người ta còn có khi quỳ xuống, người ta cung kính đưa hai tay. Ca sĩ chưa chắc người ta đưa hai tay. Thấy không? Nên từ nơi đó mà rõ ràng không? Cái vai trò của tu sĩ nếu chịu tu thì đúng là vai trò này quá đẹp trong cuộc đời. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài là một vị rất thông minh. Năm Thái tử 16 tuổi thôi, thì cái giáo học ở Ấn Độ, Thái tử học qua thông hết. Mà đất nước Ấn Độ là một đất nước mà gọi là giáo học rất là lâu xa. Nội mà Bà La Môn giáo không là trước thời của Phật, hơn 5.000 năm đã có. Kinh Vệ Đà là có thời gian dài vô cùng. Sở học của Ấn Độ là sâu dày nhất trong tất cả các nước trên thế giới. Ấn Độ là dữ nhất. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa năm 16 tuổi thôi, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng thông, cái gì cũng giỏi. Thầy dạy Ngài là Ngài học xong rồi là người thầy đã phải bái Ngài làm thầy. Sở học của Thái tử đạt cái trình độ như vậy đó. Ngài có tất cả luôn mà tại sao Ngài đi tu? Thì mình biết Phật thông minh này phải nhìn cái con đường giải thoát. Cái đó là con đường quá tuyệt vời. Còn những đức khi đi tu, những đức có cái giống gì đâu mà không đi tu. Người ta có tất cả, người ta buông tất cả, còn mình không có cái giống gì hết trơn, lấy gì mà buông. Mình không đi tu nó đúng là mình dại thiệt. Đi nghĩ đi. Nè. Nên quý vị coi, lùn, xấu, hô, nghèo, chèn, đúng rồi. Thêm cái nữa không có trình độ luôn. Có thấy không? Nên từ nó đó gọi là, nó rõ ra không phải là giác ngộ đi tu, là bất đắc chí đi tu. Bất đắc chí đi tu. Căn tính mình quá bèo, bèo quá quý vị. Rồi vô đạo mới nhìn ra. Còn lúc đi tu thì không có để ý cái vụ này. Chỉ nghĩ rằng ngoài đời cứ là ăn nhậu bê tha, rồi có tiền chút đỉnh thì đi chơi. Mà cũng nghèo, nhưng mà có tiền thì ăn xài hết, cứ vậy hoài. Có những đêm nhậu nhẹt thì 12 giờ khuya nằm lăn lóc mũi cắn chơi. Viết cảm thấy cũng chán mấy vị. Thật sự mà nói viết thấy cũng chán. Nên nhận thức sâu sắc rồi quý vị, thì tự nhiên quý vị à, mình tự nhiên cái mình chọn Phật pháp.
Nó nghĩa là mình chọn Phật Pháp mình thấy hay quá, khi bước vào đạo mình mới thấy công nhận Phật Pháp hay. Yeah. Rồi được cái duyên nuôi người già, tự nhiên nhìn ra rằng tương lai mình cũng già. Nhìn tất cả người già thấy mình tương lai sẽ già. Nên chúng ta bước đến Phật Pháp không phải giác ngộ gì đâu quý vị, mà chúng ta tìm hiểu từ từ căn tính mình là gì đó. Đức Phật thì là giác ngộ đó, còn mình là gì? Mình thấy cái gì ngộ ngộ mình giác. Không, thấy chưa, thấy căn tính mình bèo chưa? Quá bèo. Những Đức nói thiệt quý vị 100% quý vị luôn, nếu như một chương trình Những Đức tổ chức mà không đầu tư thì nó không đến nỗi đông gì đâu. Đúng không? Quý vị làm trưởng đoàn quý vị biết mà. Đúng không? Trưởng đoàn quý vị biết thấy rõ ràng. Bây giờ những vị trưởng đoàn đi, vì rủ người ta đi tu đi, vì nói mạnh lắm, đi đi, chuyến này thầy tặng món quà không đơn giản. Đúng không? Mình coi cái máy này vật đẹp không tưởng tượng được, đi đi. Tuy bà bỏ tiền xoe ra rất là nhiều đó, còn hơn cái máy đó, nhưng lạ vai tặng cái máy bà lại đi. À, lại đi, lại rầm rầm để mà tặng cái máy. Nhưng không có cái máy này, có người cũng đông, nhưng bảo đảm quý vị 100% luôn, 10 phần hồi đêm hôm, nếu không có tặng cái máy này chắc chắn quý vị luôn, có cao tay lắm cho được 7 vạn, mắc 3 vạn không đi. Ờ, phải giỡn đâu nghe. Vì thêm chiếc máy này của người ta trả lại cho người ta, vậy mà lại độ thêm người ta. Bây giờ đơn giản, giờ như Đức đang đặt 10.000 cái khăn để tặng quý vị, sắp sửa có rồi đó nghe. Bây giờ từng chủ nhật nào mà Như Đức thông báo là chủ nhật tuần này 10.000 cái khăn về rồi, những Đức nói với vị nghe, chứ chùa mình từ chánh điện trên chánh điện dưới rồi dạt qua hai bên có chừng cả 10.000. Nhưng nếu chủ nhật bình thường là chùa mình cũng rất đông rồi, thì tầm cái dạng hơn 3.000 người là quá đông rồi, không đơn giản đâu, không có chùa nào mà mỗi từng chủ nhật mà đông gì đâu. Nhưng mà nếu như Đức tặng cái khăn là lên số lượng vậy đó. Thấy không? Thì biết vì sao không? Một là người ta thích cái món quà của Tam Bảo, hai là người ta quý như Đức, nên cái gì như Đức tặng là người ta rất thích. Nó rõ ra là như vậy đó. Phải đủ duyên nghe. Còn nếu như mà không đủ duyên, xin thưa quý vị, vì cho họ họ cũng không đến nữa. Tại vì những Đức tặng cái khăn người ta mà những Đức còn nói thêm mấy câu, mà lạ thay cái như Đức nói nó lại có cái vị ơi. Có nhiều người gặp những Đức nói mấy bà ngủ không được, bắt an bằng đêm gì tùm lum, vậy mà bà tròn cái khăn vô, những Đức lại chỉ bà thêm câu thằng chú, vậy bà niệm Phật, khi bà tròn cái khăn bà ngủ, chưa ngủ bà niệm Phật một chút nghe không, sẽ có cảm ứng thù thắng lắm. Thì bà nghe lời bà niệm Phật, bà niệm Phật xong cái khăn có tác dụng liền. Nghe không? Vậy coi bây giờ những Đức làm việc cho Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà ngài là bậc toàn năng toàn giác, thì bây giờ những Đức hướng dẫn vậy là để niệm danh hiệu của ngài, thì cái bổ nguyện của ngài gia trì chiếu chiếu cái khăn có cảm giác chứ sao bây giờ? Vì người ta mà có gì mình đâu, cái tâm mình sao Phật A Di Đà ngài biết hết trơn, mình vì người ta Phật A Di Đà ngài biết, nên cái gì những Đức tặng người ta là có cảm ứng lạ kỳ, tại như Đức vì người ta, nghĩ đi. Hôm qua mà tặng được 4.000 chiếc máy niệm Phật, 40.000 chiếc này không đơn giản, thấy không? Đó, nên mà chiếc máy niệm Phật này lâu lâu mới đặt được lần, không có giỡn nghe. Nên hôm qua còn 10.000 cái, ai còn tiền thì ra đặt đi. Nên lâu lâu mới được có cái máy này, chứ đâu có đặt hoài đâu quý vị. Nên mình ra mình đặt đi, để giá vốn này chứ. Còn 10.000 cái bị đặt hết đi, những Đức lấy số tiền đặt máy đó, những Đức tiếp tục chuẩn bị chương trình khiếm thị. Quý vị biết á, chương trình khiếm thị những Đức tổ chức á,
Mỗi lần những đứa tổ chức chương trình kiếm thị, bây giờ những đứa tổ chức chương trình kiếm thị nghe, là những đứa phải có được 2 tỷ rưỡi. Chương trình kiếm thị là 2 tỷ rưỡi. Tại vì sao? Tại sao chương chùa mình chương trình kiếm thị mà đông gì? Vì thấy có ai tổ chức chương trình kiếm thị mà đông gì không? Mà tại sao những đứa tổ chức chương trình kiếm thị mà đông gì? Những đứa trả tiền xe cho họ, thì xe những đứa trả hết trơn luôn. Nhiều kiếm thị tội nghiệp ghê, họ từ ở xa thì xa. Mấy vị biết bây giờ mà kiếm thị từ Hà Nội mà đòi đi vô đây, mà trong khi cái vé xe một người vậy là nghe nói là gần 1 triệu, bây giờ vô đây cho tiền được có 700-800 mà vé xe 1 triệu. Nhân Đức nó quá xa, để có dịp nào Nhân Đức ra Hà Nội Nhân Đức tổ chức à. Hiểu không? Vì coi ví dụ như Đà Nẵng đâu là ta vô đó, một cái chuyến xe người ta mà nghe nói gần 20 triệu, 50 chỗ, trả tiền xe cho người ta hết. Bây giờ người ta nghèo tiền đâu người ta trả tiền xe, có tạo điều kiện cho người ta đi được, đi đến chùa, thấy không? Người ta niệm Phật rồi xong bỏ bao thư cho người ta người 200 ngàn nữa, mà bao 10 ngàn con người đó. Quý vị nghĩ đi, nói chuyện đơn giản phải không? Đó. Rồi trả tiền xe, rồi bao cơm, mua bánh mì cho ăn nữa chứ, thêm người chai nước suối hiệu chùa Hộ Pháp à! Thấy không? Thì biết rằng tại sao cái nhân địa Phật A Di Đà thù thắng không? Cái quả địa thù thắng là do cái nhân địa ngày tu. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ cái chương thứ 4 thì sẽ biết nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngày lúc ở nhân địa ngày tu dữ quá, tu duyên tu phước bố thí cúng dường quá rộng, từ nơi đó mà quả địa của ngài mà cái thế giới Cực Lạc cực kỳ thù thắng. Này mình càng tu mình càng keo, mình keo như kẹo kéo vậy đó. Mà kêu cái quả địa mình thù thắng không có đó, chuyện đó đâu. Nhưng Đức đó 100% vì cái người niệm Phật vãng sanh, cái người niệm Phật chân thật niệm Phật vãng sanh, cái người này từ khi nghèo, cái phước duyên của họ cũng không có tiền thôi. Chứ cái người niệm Phật vãng sanh không có người nào keo hết chứ. Sao keo được? Cái người niệm Phật vãng sanh là người ta đều biết cái nguyên lý cái cõi đời giả tạm, keo làm gì? Thân này còn bỏ mình không chi là tiền, nên người ta mở rộng tâm lượng ra liền cái gì đâu. Bây giờ quý vị coi, những đức chỉ dùng cái miệng thôi, nói chuyện thôi, mà gom của chúng sanh thập phương trả về cho thập pháp giới, đúng không? Mà cái này nghe, ngày xưa ngoài đời cũng nói chuyện cũng khéo khéo đó mà không gom được, vì không có phước, nghe không? Nó không có phước, nghe không? Vậy mà vô chùa vì người ta nói người ta nghe đó, nói người ta nghe thấy không? Quý vị chỉ cần chân thật đi thì quý vị nói chuyện mạnh mẽ lắm quý vị. Tại vì thật mà, còn có tiền thôi khỏi làm sợ gì, làm cũng cực chết mộ, còn không có tiền thì khỏi làm khỏe hơn. Tùy duyên nó có gì đâu sợ, thấy không? Bây giờ quý vị coi, bây giờ Hòa Thượng chuẩn bị xây cái ngôi chùa thứ 4. Bây giờ Hòa Thượng ngày phát tâm ngày xây cho những đức kiếm tiền chết mộ. Hồi đó giảng pháp chứ hề nói một câu gì tiền, bây giờ nói hoài, vì lo tiền nhiều quá quý vị. Lo cho 2.000 con người là bao một ngày, giá chót sáng mở mắt ra phải có 150 triệu. Quý vị làm cái gì? Sáng mở mắt ra có 150 triệu. Nó thêm cái nữa là gì? Bao nhiêu loại tiền? Nó nội tiền điện đầu tràng ba không, mà một tháng trả 135 triệu, 8 cái thang máy. Vì nghĩ đi, chạy dù dù, mấy bà già bà chạy dù dù cho bà đi bộ sao nổi, nhà 4 tầng mà già đi sao nổi, trẻ đi còn mỏi chân cao. Nhưng từ nơi đó mà đúng làm việc Phật A Di Đà số 1 nha. À, một cái lễ này nhà Đức tổ chức thôi, quý vị biết đầu tư biết bao nhiêu nói chứ. Người ta xây ngôi chùa, xây một ngôi chùa cho quý vị biết chứ. Chùa nhỏ nhỏ xây một ngôi chùa đó. Người ta chỉ nhìn được tại sao cái ông này không có trình độ chứ. Giảng pháp thì nói chuyện gì đâu mà
lắp ráp không? Liên hoàn ráp. Thấy không? Chúng sanh người ta thích ráp. Thấy không? Cái cõi này là cái cõi sôi động mà quý vị, người ta thích ráp lắm. Mình giảng pháp bây giờ cũng ráp luôn. Nên ta nghe người ta sống động, người ta đâu có ngủ. Thấy không? Vì thấy như Đức nói chuyện đơn giản mà quý vị ngồi về ta thích nghe. Lạ vậy đó. Thấy không? Nên có nhiều người người ta trình độ thật sự về Phật học, ta nghe những Đức giảng nói ông này không giảng cái gì đâu, nó kệ tôi, miễn có người ta nghe được. Thấy không? Giờ ông trình độ cao quá mà ông giảng ta không nghe có bằng không thôi. Tôi nói sao không biết mà người ta nghe được rồi. Tôi nói sao không biết mà nó chịu lại Quan Âm là ngon hả? Đúng quý vị không? Quý vị thấy những Đức rõ ràng, những Đức có lửa, quý vị những Đức đi đến đâu là nó hừng hực chứ. Kỳ vậy đó nghe. Năng lượng tràn đầy. Một con người thôi mà năng lượng có thể chảy rộng ra được. Vì sao? Cái tâm mình chảy rộng ra. Cái tâm chảy rộng ra. Dù đang lúc lễ của em có mệt cỡ nào mệt, nhưng mà cũng nghĩ cái cách cho người ta cười. Thấy không? Mấy bà la quá trời la đấy. Mù đế sôi động lên liền, thấy chưa quý vị? Không lẽ nói 10 điểm có tội, nó cho tôi 10 điểm mà có tội cái gì? Đúng không quý vị? Đó, thấy chưa? Đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà bây giờ có nhiều cô đi, người ta vẫn có chồng mà ta vẫn thích nghe như Đức nói chuyện. Sao ta không về nghe chồng ta nói chuyện? Như Đức nói thiệt mấy cô chứ, có nhiều thằng chồng của mình á, có nhiều anh chồng mình á, nó nói thằng chồng thì nghe nó kỳ quá. Có nhiều anh chồng mình có khi mà anh không có ngồi nói chuyện với mình đâu quý vị, không có ngồi nói chuyện mình đâu, anh gặp mình cái là sao. Từ nơi đó mà quý vị nghe như Đức nói chuyện về lại thích. Thấy không? Nói chuyện mà không làm gì mình, cái này nó mới đặc sắc. Thấy không? Đó. Nên mình đàn ông á, mình làm chồng người ta cỡ nào cỡ mà gặp nhau cũng phải nói chuyện vài câu ăn tình, rồi tính gì đó là tính. Thấy không? Chứ cả ngày mà làm việc mà không có nói một câu gì hết. Thấy không? Rồi tắt đèn mệt ghê, viết chán thấy ghê luôn quý vị. Nên tại sao mà ta thích nghe ông thầy giảng? Vì lỡ nghe ông thầy giảng vui. Thấy không? Đó, nên có nhiều fan hâm dọ lắm. Đó cũng là một thành phần của fan hâm dọ. Hôm qua đi lại Quan Âm về mệt muốn chết, gặp có 7-8 bà fan hâm dọ thiệt luôn. Bà đứng cầm cờ quơ dù dù: thầy con yêu thầy. La ông sụng đùi nó cứ đi không nổi. Bà nào bà đấy để tôi mọc lù. Nó sợ tôi đã xấu, bà còn xấu hơn tôi, để tôi mọc lù. Cầm cái cờ đỏ với bà thêm cây quạt của Nhân Đức, cầm cái quạt hung trùng trùng: con yêu thầy. Tự nhiên chạy theo. Nhưng Đức nói không được rồi, tôi mới đi cho danh mới được. Lúc đó tự nhiên cái đùi hết đau quý vị. Tại vì sao? Mình thấy khoảng 10 bà này là mình ớn rồi. Mình mới đi chậm 7 bà. Bà đẩy mình vào cái chỗ phơi đồ, cái là chết mổ. Mà đi tới cái chỗ cái khu nhà có dãy phơi đồ quý vị, đứng ngay chỗ đó mà có cái cửa kế bên. Nó thôi không được, dọn cho nhanh. Lúc đó chân cẳng lúc đó hết đau, dọt. Vậy mà phải dọt theo tới cái phòng như Đức ở quý vị. Ở dưới á, bà kêu sùm: con yêu thầy. Nó nằm mô với đào bọt. Sao
ông Như Đức lên trên lầu, bà kêu sùm, Như Đức nói bà là bánh cốt tinh. Như Đức làm một cười thiệt cái gì, Như Đức chè quá, không biết bị bệnh gì luôn. Ừ, tự nhiên đứng ở dưới mà nói sao chắc chắn là bị bệnh. Đó là fan hâm dọ, còn đây là fan hâm mộ nè. À, chàng ơi, bà đứng ở dưới mình nói bà là Bạch Cúc Tinh, bà đứng mà nhảy Bạch Cúc Tinh con bay lên đó. Chàng ơi, gì đâu mà gặp nhiều nhân vật nó lạ kỳ. Không, mà một cái chương trình đông người quý vị, nó rất nhiều nhân vật, nhiều nhân vật mà thật sự mình không tưởng tượng được đâu quý vị ơi. Ừ, nó không tưởng tượng chưa được, nhiều lắm, đa phần luôn. Bây giờ mình kể chuyện mình cũng đâu có kể tên ai đâu, mấy vị nghe vì thấy sống động. Ý muốn nói cho vị nghe là muôn biến vạn hóa trong cuộc đời này. Được chưa? Thấy bấm tìm lại cũng thích thấy không? À, nên thấy vui rồi sao, thấy cũng vui quý vị ơi. Như quý vị thấy cái hôm qua mà hai người mà nó hát ca cổ, nó dị sức á, gặp ở ngoài khóc chích mồ, mà cái hội chúng của mình không có khóc mà nó mắc cười, ngộ thấy ghê. Ừ, nó không có khóc quý vị ơi, tại vì mình vui. Mình vui mình nhìn gì mình cũng mắc cử chứ nha. Bây giờ người ta nói câu á, người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Đó, thấy chưa? Đó, nên nhớ quý vị, mỗi lần buồn á, đừng bao giờ đi ra biển. Tại vì sao? Mình nhìn mặt biển mình sẽ buồn thêm. Mà nhất là biển mà lúc mà yên á, mình đừng bao giờ buồn mà đi ra biển. Có khi buồn quá nhảy xuống biển luôn. Hiểu không? Khi buồn đừng bao giờ đứng trên núi cao, nghe không? Bậy bạ nhảy xuống nó khiến mình á. Khi buồn đừng bao giờ đứng trên lầu cao hoặc ngồi sân thượng. Tại vì sao? Lúc đó là có khi cái tâm mình khởi lên không phải, rồi cái linh hồn mà người ta chưa siêu, tự nhiên ta khiến mình phải gớt xuống, hiểu không? Nó khi buồn đừng ngồi kế chai thuốc sâu. Có khi cái người uống thuốc sâu chết chưa siêu, tự nhiên nó lan can qua mình sao? Nó, khi buồn mình phải tìm đến nơi vui vẻ, mà không nơi vui vẻ bằng nơi nào, bằng nơi đây. Phải không quý vị? Nên ung thư đừng ngồi một mình. Chỉ khi ung thư ngồi một mình nghĩ rằng mọi người tránh xa mình, nên tâm mình bị tiêu cực. Ung thư nên tìm lên đây. Nào, là ngày chủ nhật đâu á, thứ bảy chủ nhật là đây, giải tỏa ung thư liền. Nào quý vị, đó, thất tình đừng đi một mình. Đó, nhiều mình thất tình mình đi một mình, mình đi một mình gặp ta có đôi có cặp, mình nhảy ra xe sao chạy. Khi cũng thất tình nó kỳ lắm quý vị ơi, cái thất tình nó không đơn giản chút nào. Quý vị ở đây có ai đã từng thất tình chưa? Tôi thì không có thất tình. Vì sao? Vì đời tôi không ai yêu tôi hết. Đã không ai yêu mình lấy gì thất. Cái người thất tình chỉ có đúng một cái vai trò này mới thất tình thôi. Là sao? Vì hai người quá yêu nhau, quá yêu nhau, yêu lâm ly bi đát, yêu te tu, yêu tả tơ, yêu đến nỗi mà thôi khỏi nói câu này nữa. Nói vậy mới hấp dẫn đó, nói ra là không hấp dẫn, phải không? Đó, cuối cùng hẹn trời, hẹn biển, hẹn sông, hẹn núi, hẹn tùm lum, nhưng mà cuối cùng có một người buông lời hẹn đó ra, chúng ta bị thất thoát rồi, cuối cùng mình bị thất tình. Nó thấy không? Thấy không? Với thất tình thêm cái nữa là do mình trao hết tất cả, quá tin tưởng, đúng không? Quá tin luôn. Khi quá tin rồi, lúc đó chúng ta bị hụt hẳn khi bị bỏ rơi, nên cuối cùng mình thất tình. Mà cái người thất tình là do, tại sao thất tình? Là vì bản thân họ chỉ có một mối tình. Thấy không? Họ có một mối tình thì họ thất tình. Chứ nếu như quý vị dùng cái câu này không bao giờ thất tình. Tôi có tình yêu rất đậm nồng,
yêu đời yêu lặng cả non sông. Tình yêu chan chứa trong vàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Thấy chưa? Tình yêu chan chứa trong vàng vũ nghĩa là yêu tất cả chúng sinh. Nhìn làm gì mà thất tình? Không chỉ yêu riêng khách má hồng, mình yêu riêng nên mình khổ nữa. Mình yêu riêng nên mình khổ đó, thấy không? Nên từ nơi đó mà chúng ta phải mở rộng tâm lượng ra. Mình thương cha mẹ mình cũng thương cha mẹ người khác. Mình thương anh em mình có duyên mình cũng thương anh em người ta. Từ nơi cái tâm đó mình không bao giờ thất tình. Nên cái người thất tình là cái người tâm lượng hẹp hòi mới thất tình. Chỉ biết cái tình thương mà đến với mình trao họ, họ trao mình chỉ biết họ. Nên cuối cùng mình hụt hẳn mới đi vào thất tình. Nghe không? Nên người tu á mà còn thất tình là do mình tiêu, do mình tâm lượng nhỏ quá. Chứ cái người mà nghe đạo biết tu rồi họ đa tình chứ không thất tình. Đa tình là sao? Đa tình là tình nào cũng được. Nghe không? Họ ai họ cũng thương yêu nên gọi là đa tình. Đa tình không phải như cái câu thế gian nói là đụng đâu cũng yêu cũng bám. Nó có vợ rồi mà đi tùm lum. Nó cái câu thế gian. Còn cái giờ đây trong đạo là đa tình, là cái tình thương của mình đủ duyên dành cho tất cả mọi người. Nói về 100% cuộc đời thì không có buồn đâu quý vị không? Thấy chưa? Sao buồn được? À, không, cái bài pháp nhân sinh này nó đặc biệt. Nghe không? Bởi vì những cái phái đoàn mà ở lại bữa nay nói chứ cũng xứng đáng quý vị. Nghe không? Không quý vị, mà cái duyên như Đức cũng đặc biệt nha quý vị. Có rất nhiều cô của nói một câu gì nè. Thầy biết rằng á, ngồi nghe thầy giảng khi ngày Chủ nhật lâu lắm á thầy, gần 2 tiếng mà ngủ. Mà bà nói thật lắm, cái câu bà nói như người miền Tây nói thẳng ấy, mắt đái không dám đi. Kỳ cục luôn. Bà nói cái câu nghe dễ thương thế ghê. Thôi vị ngộ mà nói không, người miền Tây có câu nói hay lắm quý vị. Ta mắt đái tao đi đái à. Nếu anh hỏi câu đi tiểu, hỏi đi tiểu là cái gì? Đó. Thấy chưa? Còn nói đi toilet, cái gì toilet? Giống như dưới quê hồi xưa nó mới phát triển cái chữ nô á, thấy không? Thì cái thằng này cho thành phố nó gì, nói chuyện với mấy ông cụ, nói chuyện chút nó không đồng ý, nói nô ông tán với bằng cái bút. Cái tao dẫn mày lại gặp cha mẹ mày, cái thứ mắc dạy chữ quá trời chữ. Cuối cùng dẫn đến cha mẹ nó nói con ông quá mắc dạy. Nó nói chuyện với tôi lớn tuổi gì mà nó kêu tôi là chó. Thì dưới quê tôi kêu no. Kino, đúng không? Nhưng nói chuyện với ông, nó không đồng ý, nó no. Áo mặc cái bốt. Dẫn về gặp cha mẹ mày chữ, cha mẹ mày không biết dạy mày. Cuối cùng nó giải thích cho nghe, nó dạ con trên thành phố quen gặp nhau, cái gì không đồng ý nói no. Không? Là không, không chịu. Giờ con quen miệng con nói nô với bác. Thật sự con đâu có kêu bác là chó đâu. Nhưng mà thật sự nó kêu ổng là chó rồi. Con đâu có kêu bác là chó đâu. Thì nó kêu ổng là chó rồi. Hiểu không? Nó cho quý vị biết nghe, cái tiếng Anh chịu học á là học dễ hơn tiếng Việt. Thấy không? Cái danh từ của tiếng Anh nó không có nhiều nghĩa như danh từ của tiếng Việt. Ví dụ cái xanh là xanh thôi. Con này xanh lè. Còn xanh lét. Xanh lét mét nó tàn á. Cái nghĩa nó nhiều quá quý vị. Nên nói danh từ xanh không còn chưa chịu. Xanh lè, xanh lét, xanh mét mét. Xanh da chờ. Tùm lum chứ. Đỏ thì đỏ thôi, con này đỏ quét. Đỏ lồm á. Kinh khủng không? Nên... Đúng là cái danh từ tiếng Việt công nhận nó dễ thương vì nó nhiều ý nghĩa, vì người Việt Nam tâm lượng quá lớn nên văn tự cũng nhiều nghĩa. Còn bây giờ ốm đi, gặp nàng kêu em ốm quá, hay ốm như em
ốm mà còn thêm chữ nhôm vô đó nữa. Nó con mập, em mập đi, nó mập đi, mập lù à. Em đó mập rồi thêm chữ lù vô để chạy đó chạy, để đau khổ cho quý vị. Nên bây giờ ở đâu mà có cái tiếng Anh mà kêu mập lù trong đó quý vị? Hôm này nó không có học nhiều nhưng chắc chắn quý vị, cái tiếng Anh đồ này kia nó không có nhiều nghĩa đến mức gì đâu quý vị. Nên gọi là 100% tiếng Việt mình khó học hơn, khó học, thấy không? Còn cao thì cao đi, còn cao ngọng, thấy không? Lùng thì lùng, lùng xỉn đó, thấy không? Lép thì lép, thì lép xẹp, chữ lép cái xẹp đó, chịu sao nổi, đã lép rồi, mà đó rồi. Nó còn xẹp cái kia. Ông bị nghe gì mà thấy bất cười quý vị. Ông biết nói sao, ông biết bọc pháp gì không biết, nhưng mà bị cười kiểu này là quý vị thấy là bọc pháp rồi đó. Cái cách giảng pháp của những đức là nó dẫn dắt nỗi buồn người ta đi ra. Đố ai mà dẫn dắt nỗi buồn quý vị đi ra đó. Đa bằng con người buồn nó để trong tâm á, để trong chim á, hiểu không? Nhưng mà những đức lại có cách, thấy không? Mở cửa trái tim, thấy chưa? Đó. Dùng đa dạng phương tiện để mở cửa trái tim ra, đúng không? Rồi mơ thò tay vào, đây là quá nhiệt tình đúng quý vị. À, lúc đó mơ lấy nỗi buồn trong trái tim ra, đem ra ngoài, đem nỗi buồn để về hộ pháp, rồi bắt đầu mới dạy nó niệm Phật. Dạy niệm Phật xong nó lúc đó nó đồng hóa với niềm vui, lúc đó thì tự nhiên nàng vui đó. À, tại sao chủ nhật chùa mình tuần nào cũng đông quý vị? Vì mỗi lần người ta về đây là gì? Mở cửa trái tim, thấy không? Đó, cái này là cái quan trọng. Thì nghe rõ ràng không? Mà bị quên đau chân nghe, nó quên đó, nóng nó quên bớt đi luôn á. Thì quý vị thấy cái niềm vui và cái an lạc không? Nó sẽ làm cho quý vị xóa tan đi nỗi buồn trong cõi lòng. Có nhiều người cười mà mỗi hàm mà nó cười mỗi hàm, có nhiều bà cười mỗi hàm làm nè, mà không cười không được quý vị. Mà có những người cười dính luôn. Cười dính là cười sao? Cười xong rồi vẫn còn cái nụ cười. Đó, cái này mới đặc biệt nè. Quý vị biết gì sao cười xong mà nụ cười vẫn còn không? Vì cái niềm vui đó nó tặng đáy lòng quý vị. Khi cười xong là nó phát âm ra, mà khi mà không cười thì cái dư âm của niềm vui vẫn còn phát ra từ từ. Đặc biệt không? Đó, nên quý vị muốn đẹp về đây, thấy không? Đây gọi là nhà thẩm mỹ viện cao cấp. Nhớ nghe, cái thẩm mỹ viện khác á, nó còn bị tác hại là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, cắt chỗ này xét chỗ kia, cắt chỗ nọ đắp chỗ nọ, có tác dụng phụ, lâu ngày có khi bị ung thư, đúng không? Nhưng ở đây là một nhà thẩm mỹ viện cao cấp. Vì sao thêm hai chữ cao cấp? Vì nó giúp tâm trạng an lạc, nó chỗ cần, chỗ nào cần bù đắp thì nó sẽ tự điều chỉnh. Đặc biệt không? Hay ghê, quá hay luôn, công nhận không? Đặc biệt. Có cái bà đó bây giờ chùa mình, bà nói 100% với thầy luôn. Con nói nhỏ cho thầy nghe, thầy đừng nói cho thầy nghe. Nhưng Đức nói, cô cứ nói, những Đức sẽ không nói cho một người nào nghe hết, mà nói cho cả đại chúng nghe. Bà nói rằng lúc trước có thầy, con, chồng con chê con, chê con bé bỏng. Vì mà con về con niệm Phật nghe pháp từ từ từ, thầy nói đúng. Khi vui rồi, chỗ nào cần thiết phát triển thì tự nó phát triển. Không tốn tiền, hay ghê, không bị tác dụng phụ gì sao? Thấy không? Quý vị nhớ, cái cây mà cắt ghép á, thọ mạng rất là ngắn. Còn cái cây mà sinh tồn tự nhiên á, sống rất thọ. Hiểu không? Hiểu không? Đó, thấy không? Nên chúng ta muốn sống thọ thì hãy quân bình tâm, để cho cơ thể được quân bình từ từ.
nói cho quý vị nghe nghe. Bây giờ nó nhỏ thì nó nhỏ, đừng nó lớn nữa. Thì nó lớn nữa. Mấy ông nào nghe nghe. Thấy không? Vì nhớ nè, nhận thức bây giờ, hiện tại bây giờ, hô ít hơn hồi đó. Mọi người biết nghe, hô là một mô hình. Một mô hình, chữ mô, hiểu mô không? Hô là mô, hiểu không? Nó là mô hình, là cái hình ảnh này nó mô ra nên nó hô. Mà đã là mô thì khó thể nào mà làm cho hết mô, hiểu không? Vậy mà chỉ có niệm Phật mà đỡ hô. À! Hay chưa? Đó, vậy tôi chịu mô với vị nghe thấy chưa? Cái này là khó nhất đó quý vị. Tại vì sao? Vì nó mô là cái loại xương của nó đã là theo cái hình thành của nó rồi. Xương là khó thế nào mà mình làm cho nó phải theo cái chiều hướng của mình bẻ được lắm, khó quý vị, thấy không? Đó, chỉ có cái công đức niệm Phật nó tự dịu lại. Tôi nó đỡ hồn. Đỡ hồn. Thì biết lúc trước cái răng phía trước, những đứt răng này nè. Thấy ra thấy răng không? Thấy răng không? Răng ta là răng 100% răng xịn nghe. Thấy không? Nhớ thưa lắm. Thưa, thấy răng này thưa dữ lắm. Như vậy mà chỉ có niệm Phật khỏi cần đi niền răng, răng khích lại. Hay không? Có hay đúng không? Khích lại từ từ lại quý vị ơi. Thì quý vị biết rằng chỉ cần niệm Phật nghe. Cái này là nói là xương đó, nó mà nó còn bẻ từ từ lại. Không chỉ thịt ăn thua gì. À! Thịt là ăn thua gì chứ á. Ta nói có xương sợ gì không có thịt. Nên mấy cô đừng đi làm cái chuyện tạo thịt bằng một cách không tự nhiên. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? À! Hiểu không? Xương mà người ta còn làm được, không chỉ là thịt ăn thua gì. Yên tâm, cứ niệm Phật đi, chỗ nào càng phát triển nó sẽ phát triển. Thịt mà nó sẽ tự điều chỉnh thôi. Điều chỉnh thôi, nghe không? Cứ mỗi ngày lễ Phật sáng tối. Cái môn lễ Phật nó hay nhất là cái môn xá, hiểu không? Khi mình xá xuống, xá cho sâu, hiểu không? Thì quý vị thấy không? Xá sâu thì sao? À, xá sâu là sao, thấy không? Thấy không? Nó kéo đường sinh sống quý vị, thấy không? Rồi ở dưới nó kéo lên, thấy không? Nó làm cho săn chắc cái phần chứng giữa. Thấy không? Rồi khi bị xá sâu xuống nữa thì cái phần ngực nó hạ lên, nó nâng lên, thì lúc đó tự điều chỉnh luôn. Số 1 luôn. Quá hay. Thấy chưa? Để ý không? Lễ Phật mà không để ý vô này phải không? Giờ nói ra cho nghe đó. Còn mấy ông thì thôi thở càng. Không, thật sự quý vị biết trong cái cõi đời này rất nhiều con người, rất nhiều tính tình. Hôm qua đang ở trên phòng chùa bên kia, có hai anh chàng tự nhiên gõ cửa. Cái này mới gõ cửa trái tim nữa nè. Thấy không? Nhưng đức tưởng nó mấy thầy mấy chú mở cửa ra gặp. Vừa mở cửa cái anh ấy cho thai. À, gì đây? À, có gì không anh? Không phải anh đâu. Thì đứng nói vậy chứ cái gì trời. Nam gì không kêu anh chứ kêu bằng cái gì. Đừng có kêu bằng anh. Chứ kêu bằng gì? Kêu bằng em. Nhưng Đức nói, tôi nhìn hai ông tôi thèm cà lem quá. Nói câu hiểu hiểu vậy. Chè có bây giờ không mà bây giờ mấy nàng này cũng nhiều nghe. Thấy không? Mình không phải cười người ta quý vị. Mà rất dễ thương, ngộ ghê. Gặp cái không phải bình thường như người khác. Ví dụ như nữ đi chăng nữa, người ta cũng không có thế nào gì. Nhưng mà lạ thay, nó nửa này nửa kia là nó gì đó quý vị. Tự nhiên nó lạ lắm. Ừ. Nó biến gen á. Hiểu không? Tự nhiên nó gặp sao? Thấy chưa? Mà khi mà nói chuyện gần ưa gì nè quý vị ơi. Ngộ ghê. Thấy không? Đó.
mình không có cười người ta, nhưng mà cái đó cũng có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh cái tâm, chỉnh được cái tướng. Trong chùa có không? Đi tu có không? Nhiều. Nhiều. Mình nói đây, mình nghe đây thôi, chứ không có nên đạo đâu. Đạo chàng ba đừng có nghe. Ở đây mình thì nam rất ít. Tại vì sao? Nữ nhiều. Nên những đức quản chúng chùa thì nơi nào mà âm thịnh thì dương si, mà nơi nào mà dương thịnh thì âm si. Chứ không cho hai loại này nó thịnh lược. Vì hai loại này mà nó thịnh lược là nó đụng. Tu thì tu chứ, nhưng mà có nhiều loại nó không có tu. Rất kỳ cục quý vị. Đó. Nên từ nơi đó mà ở đây nữ rất nhiều, nên những đức không cho nam ở đây nhiều. Mày thấy không? Nó mà chỉ có một mình những đức quản lý, chứ không cho quý thầy khác quản lý. Vì quý thầy khác quản lý đưa thêm tư tưởng sao dạy khó, thấy không? Nên từ nơi đó chùa mình chỉ có khoảng 10 chú thôi, mà 10 ông này hiền, rất hiền, không thích nữ. Tại vì mấy ông này là mình phải chọn lựa dữ lắm mấy vị, không phải bê đê mà là không thích nữ luôn, lo tu thôi, thấy không? Qua bên kia nam rất đông, mà trong đó cũng có nhiều bạn như vậy đấy. Bạn gì biết không? Bạn é phải không? Nó khi ngồi nói chuyện với ảnh, nói cái gì cái anh cái tay vậy nè, mình nghi ha, nghi vậy. Mà khi nói gì nó đó mình đi nghi không? Nhưng mà nó chơi gần với nhau nha, mình mà không giữ cái tâm là nó bị ép hơi, ép hơi ké ghê lắm. Hồi đó ở trên Đà Lạt, ngôi chùa với đức quản chúng 1.500 người. Ban đầu vô mình nghĩ rằng ai cũng tu, hiểu không? Thì có khoảng 20 nàng. Thì hiểu nàng không? 20 nàng đó. Đó. Thì cho ở riêng. Ở riêng 20 nàng. Rồi xong rồi cho mấy làm cái khu chăn màn. Là lấy mền gói cho người ta ngủ. Một thời gian lên 40. Không biết làm sao thành 40. Những đức mới kinh nghiệm ra, những đức nói cái này nó có một cái loại gì rất kỳ nha. Khi gần gũi là không biết làm sao thành ra cái gì đó ghê lắm. Không biết làm sao nó ghê không. Mà bây giờ cái xã hội bây giờ là cái này rất nhiều, mà ở nước ngoài là người ta chấp nhận họ. Nước mình thì cũng không nói gì, nhưng mà cũng chưa có đi đến cái việc mà chấp nhận cái đó hoàn toàn. Nhưng không nói đến, không đụng đến thôi. Đó cũng là một cái nghiệp chướng của nhân sinh. Tại vì sao? Nếu như một con người mà mình sanh ra một đứa con vậy, thì đứa con đó khó thể nào làm một cái chuyện lớn lao cho đất nước. Khó vậy, rất là khó. Nên mình được làm người nữ, là người nữ chánh thống thì cũng thấy mừng. Mình làm người nam, mà người nam thiệt là người nam thì cũng thấy mừng. Thấy không? Thà nữ, thà nam. Còn nam thì thích nữ, nữ thì thích nam. Đây là cái việc mà nhân duyên của con người sanh đến cuộc đời này. Còn nam thích nam mà nữ thích nữ thì nó hơi lạ. Thấy không? Phận làm cha mẹ thì thật sự cắn răng mà chịu khi con mình vậy thôi. Chứ không ai muốn mà con mình con trai với con trai mà cưới nhau, con gái với con gái mà cưới nhau. Mình thì không bao giờ mình kỳ thị người ta quý vị, nhưng mà đó cũng là một cái nghiệp chướng. Nhưng mà có thể tu tập và chuyển hóa được. Thật sự chuyển hóa được 100%. Nên mấy chú bên đầu tràng ba, có một số chú những đức nói phải gầy dựng cái tâm mạnh lên, hừng hực cái tâm lên nghe không. Không nói chuyện nam nhi mà phải mạnh mạnh lên nghe không? Chứ đừng có đừng có mà, thấy không? Nó còn thanh niên mà cười thì đừng có đừng có diễn, nó thằng ông con trai mà kỳ với cha, thấy không? Thấy không? Nó ông con trai mà cứ nghe nó mạnh mẽ quý vị, chứ đừng có đàn ông con trai mà, thấy không? Đẹp trai phải mạnh mẽ thì nó không. Thời gian mà vô đây hoài mà tôi thấy mà đó, hiểu không? Nó nên mình phải
Nó quen nghe, nó quen thật nghe. Với mình là con trai, mình tóc tay rồi mình hớt đồ cho nó mạnh mẽ lên. Chứ con trai mà đừng có mấy kiểu mà tha kem đồ này kia rồi, rồi gì sữa tắm đồ, giết nó thành luôn. Nó yếu quý vị, sợ nắng đồ này kia đâu, giết yếu. Mình trai nó phải sạm da một chút nữa, hoặc ngầu ngầu cái nó chết. Đúng không? Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mình xuyên qua chỗ này chút xíu. Thì xã hội bây giờ nhiều, quý vị muốn cho con mình khi sinh ra mà nó không bị gì đấy vì là giữa vợ chồng với nhau phải có tu hành, nghe không? Nó điều tiết tương đối vì những cái việc đó. Còn nó không điều tiết là gen mình bị yếu đi. Dù nó hình thành được con, nhưng mà con mình nó trở thành con người về sau, nó không phải là bậc trượng phu hay là một người có đức hạnh phụ nữ. Tại vì sao? Gen bị yếu đi, nghe không? Nên con người ta ngày xưa, người ta muốn cầu một đứa con mà làm nên sự nghiệp lớn cho xã hội, cho cuộc đời, người ta phải điều tiết cái chuyện đó và có tu hành để âm đức, rồi mới sanh một đứa con có đạo đức. Này quan trọng quý vị. Ngày xưa biết ba mẹ nhà đức sanh sao, ai biết. Nhưng mà thấy rằng mình sinh ra đời con người cũng chịu khó chịu cực quý vị. Nghèo nhưng mà chịu khó chịu cực, làm chịu cực, chịu khó, hay không? Bây giờ đi tu cũng chịu được. Chứ gặp mà bây giờ mình mà yếu ớt rồi, mình đi tu mình cũng trở thành người kiếm ăn ba buổi cơm, nó uổng cuộc đời đi tu dữ lắm. Đi tu thì nhiều, nhưng mà nhiều người quý vị cũng thấy rồi đó. Bây giờ cũng dạy cho mình bài học thấy đó. Như những đức nói mấy chú trong chùa đi tu, mấy anh em thấy mấy anh em có phước ghê không? Mấy anh em đi ngang qua mấy cái đoạn đường đó, chùa mình tổ chức, mà bữa đó những đức nói một câu mà Phật tử người ta cúc. Những đức nói thấy tội nghiệp, cũng hình tướng giống mình, cầm cái bình bát đứng thấy tội nghiệp quá. Như nói Phật tử, quý vị có tâm lòng chút xíu. Thật sự mà nói mình không dám khinh ai, vì tất cả mọi người sẽ là Phật có tương lai. Thì thôi thì thấy cũng tội nghiệp, nên kết duyên biết đâu trong đó cũng có Bồ Tát làm sao. Nói câu vậy thôi mà Phật tử đi qua lại người ta cúng. Chứ nếu không đứng hoài tội nghiệp. Nó đứng cả buổi cả ngày lại nắng quá, lấy khăn chùm lên đầu, nắng quá. Thấy không? Nó cũng là đi tu, nhưng mà đâu phải ai cũng có phước duyên hoặc là có một phương pháp tu rõ ràng đâu. Cũng là Phật tử nhưng mà bị đi lang thang tối ngày, đi đến chùa mà không dạy được cái gì. Thấy không? Có khi nhà mình cái gánh nặng nó nặng, mà mình đi lỡ chùa mình còn gánh nên sao gánh nổi. Quý vị đi đến đây là được dạy đạo, chứ không phải kêu bị gánh cái chuyện trong chùa. Nó có thời gian để bị tu hành. Còn cái việc gì bị thấy nó đúng đắn thì bị làm, còn thấy nó không đúng đắn thì thôi đừng có làm. Có tiền thì mình tu phước duyên, không có tiền thì thôi chứ mượn nợ làm gì. Nó mình đi đến chùa làm sao cái tâm mình nó an lạc nhất. Con đường mình, cái sự chọn lựa nó còn quan trọng hơn cố gắng. Con người mà đã là mình không có sự chọn lựa, dù có cố gắng có uổng công vô ích thì quý vị. Nên sự chọn lựa là cái quan trọng. Những đức đi tu, những đức chọn được không tịnh độ và gầy dựng mười mấy năm nay mới được như ngày hôm nay. Thấy không? Chúng ta vừa tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm xong rất là viên mãn. Và cái lễ vía kỳ này rất đông. Đông quá. Hôm nay chắc ví dụ như hôm qua 10 phần thì bữa nay qua đây được một phần đi. Chắc không được một phần, vì cũng đông lắm mà, thấy không? Đây là chắc là đa phần những phái đoàn ở phương xa. Nên ở lại như đoàn Phú Yên, đồ nhiều phái đoàn ở xa, Hà Nội đồ này kia, còn ở lại một hai ngày. Nên quý vị về chùa dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy an lạc không quý vị? Khi mình dự những cái chương trình khóa tu lớn gì, mình thấy trong Phật Pháp có những cái hay và đặc biệt và quá nhiệm màu. Những đức nói rằng
Hồi tối mà nhiều chú quay phim á. Bữa trước thì bên chùa Đạo Vàng Ba thì mát rồi ha. Nhưng bắt đầu từ chiều hôm qua tới bữa nay và tới bữa nay, quý vị thấy vẫn là thời tiết nóng. Mà số lượng người ta đông không tưởng tượng được, mấy chục ngàn người. Hôm qua phát ra 40.000 chiếc máy niệm Phật. Một số người còn sót lại luôn, đông quá. Thì quý vị biết rằng là cái số lượng người đông vậy mà thời tiết nó nóng vậy, mà nhất là mình vào cái căn nhà thoát, thấy không? Mấy chú quay phim ông nói ông nhìn lên cái nhà thoát, ông nói ủa bữa nay sao có sương mù, cái hơi người ta ấy bị bốc lên. Nó là mình lại trong đó nghe, mình cảm giác mình lại lên lại xuống á. Mấy chú ông nói là ông đi ngoài xong bước vô đó là còn hơn cái nhà bếp mình, nóng hơn nhà bếp, cái hơn người á. Vì biết rằng nóng đến mức mà cái mặt nhà Đức mà như lửa đốt, sau lưng đầu phừng giống như lửa cháy lên, kinh không? Vậy mà người ta lại, quý vị coi, dù mệt nhưng mà chúng ta không đến nỗi chết. Đúng quý vị, khi xong rồi thì thấy ai cũng vui, rồi bữa nay thì thấy ai cũng tươi ngon lành. Tối về ngủ đường giác đúng không? Ngủ đường giác ngon lành luôn. À, sắp xếp cho quý vị đặc biệt cho, nếu mà đêm hôm mà đi lang thang qua đây á là có chừng không ngủ được. Để nói đó đi dòng gió, không? Còn bệnh thì ngủ liền, sáng ngưng tu một buổi ngủ. Ngủ nay nhìn sát sủa đẹp lên. Không. Một cái chương trình người ta nho nhỏ thôi, chừng 500-700 người là người ta đã có một cái phòng khám. Vậy biết rằng chương trình thọ giới cho ví dụ như 1.000 người đi, người ta phải có phòng khám, cái bác sĩ đồ khám bệnh chứ. Còn cái chương trình gì đâu mà kinh thiệt. Mà quý vị thử nghe, lôi ra cái phòng khám ở cái chương trình mình thử đi, quý vị sẽ thấy bệnh cho mà thấy. Rồi nó xỉu xẹt. Mua băng ca mà chuẩn bị kinh đi. Nó lạ như vậy đó, vì sao? Vì cái tâm con người ta nghĩ rằng bây giờ yếu cái chạy qua khám coi tôi thì sao. Thì khám cái nó lên máu, xuống máu, sụt máu gì, hết máu gì tùm lum. Nó làm cho tâm trạng bị lo, quý vị sợ. Rồi nó nương vào chỗ đó nên nó không có nương vào Phật Bồ Tát nè. Cái này mà nếu mà nói về nghiêng về khoa học, người ta không chấp nhận. Tại vì người ta nói mình phải lo chuyện đó, hay không? Nhưng vì coi bao nhiêu lần người ta tổ chức với cái kinh chưa? Xong rồi thì ai cũng sống sót trở về nhà. Không? Giờ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý vị coi lại xong rồi cũng sống sót chứ có ai chết người nào đâu. Thấy không? Đó. Nóng không tưởng tượng được mà hôm qua. Đó. Mệt dữ lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Mà nhất là quý vị biết quý vị lễ không đó nghe. Như đứa cầm video này mà cầm mấy tiếng đồng hồ không có giỡn đâu. Từ giảng cho đến lại Quan Âm luôn là cầm khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ cái video này, cục sắt này nè. Cầm cục sắt này hơn 4 tiếng. Rồi thêm nữa là đã là nó nóng vậy là mình hít thơ nó khó. Mà nó còn đọc lên á, sướng lên á. Mắt những đức phải nhìn vào dòng chữ. Nhìn lâu vô cái dòng chữ thì chữ đen, giấy chắc, chói vô mắt. Chói vô mắt mình nè. Làm mình hoa mắt luôn. Len. Thêm cái nữa phải đọc, thấy không? Rồi tay phải đánh cạn, tay bên đây cầm micro. Rồi còn kiếm thêm cái tay kéo quần. À! Tại vì đạp y đạp quần hoài nó tụt.
Hôm qua là kinh nghiệm á, bữa trước quý vị, tôi qua bên kia thì không có đem đồ theo nhiều, đồ để bên kia vài bộ để dành bận. Mà một ngày duy như Đức bận mấy bộ đồ để đi lên giảng thì nó ướt mình hết, đi xuống thì thay đồ. Chiều cái bữa mà lại đầu tiên á, là bữa đó bận cái bộ đồ mà nó dày dày, nó tuột liên tục. Mấy cái bà phía sau á cứ gì nè, tuột liên tục luôn mà, tuột viết rồi một tay thì cầm video, một tay thì kéo. Mà kiểu mà bây giờ mình thì thường bằng quần đùi, hiểu không? Mà nó kéo cái quần dài không kéo, nó kéo quần đùi mát. Nó kéo quần đùi lên, thì quần đùi nó dài hơn cái quần dài, thì cái quần dài nó nằm ở trên cái quần đùi, thì bắt đầu là nó mới tuột, còn dễ ác đạn hơn. Kinh khủng không? Liên tục liên tục. Mấy bà phía sau mà cứ cười hoài. Nói mấy bà này kỳ cục ghê, mấy bà không lại kéo giùm mà bà cười á. Chơi kỳ ghê, bạn bè chơi kỳ quá đúng không? Thấy bạn mình bị tù quần kéo giùm mà còn cười. Thấy không? Nên từ nơi đó mà những Đức thấy rằng một chương trình lễ vía mà chưa từng thấy. Chắc chắn rằng đây là một cái pháp hội, đừng có nói là cả nước mình, nước ngoài cũng có cái chương trình này. Ví dụ như có những nơi người ta lại Quan Âm thì 500 lại người ta lễ 2 ngày, hoặc là sáng chiều, hoặc là chia làm 3. Mình 3.000 lại mới đáng sợ. Quý vị nhớ lại nghe, là quý vị thấy không đơn giản chút nào. Nhiều người mình ở nhà mình lễ 1.000 lại hay gì này kia nghe, vì thấy gì đó. Nhưng mà đi vô đây lễ 1.000, 2.000 lại vì sẽ thấy. Tại cái lượng người quá đông, cái hơi hám con người rồi nóng nực không đơn giản đâu. Còn ở nhà mình kiếm niệm đồ này kia rồi mình lại nó nhẹ cái chân á. Nên từ nơi đó mà nhớ đến 3.000 lại á, vừa tối đêm đó lễ xong thì 10 giờ mấy lên đâu có đơn giản mà ngủ liền được đâu. Thường khi không ngủ là sáng tiếp tục giảng và lại nữa 500 lại nữa. Lại 500 lại xong rồi lay quay tới tiếp tục buổi giảng, buổi trưa ngồi với ca sĩ một chập nữa. Tới 11 giờ mấy 12 giờ. Xong đi về đâu có ngủ gì buổi trưa được đâu. Tiếp tục tới buổi chiều 1 giờ mấy. Buổi chiều vừa xong cũng như thực xong là 4 giờ mấy. Quay lại 15 phút nữa 6 giờ xuống nữa. Lại nữa 3 ngày làm kiểu đó. Tới cái bữa mà tặng máy cuối cùng, khi giảng xong ngồi mà cho những quan mà sắp xếp tặng máy, ngồi giống như người không có hồn. Ngồi không thấy ai, nó mệt không tưởng tượng được. Vì mà xong tặng máy xong phải lễ 500 lại. Thì Như Đức nói rằng là cái sức chịu đựng của con người chúng ta cao lắm, vì chúng ta chưa khai thác được cái sức chịu đựng đó. Những Đức nói thiệt chứ, chúng ta tu tập có cực gì đi chăng nữa, nếu so sánh với đẻ thì nó không có cửa gì hết quý vị. Đúng quý vị. Bây giờ quý vị mang bầu mà từ khi ấm nghén cho tới sinh, quý vị thấy cái sự khó khăn đó không? Chúng ta ăn cơm lâu lâu mà nó không tiêu thôi, sình bụng chút thôi mà quý vị thấy nó khó cỡ nào chứ. Vậy mà quý vị mang đứa con trong bụng mà nê đứa con đi làm gì, nằm ngủ quý vị cũng khó nữa đúng không? Nhưng mà tại sao quý vị có thể chịu đựng được? Vì cái tấm lòng làm mẹ thương con quá. Và mình nghĩ rằng cái việc mang bầu và đẻ con là bình thường. Nên từ nơi đó nó có khổ gì khổ, nhưng mà mình nghĩ nó là bình thường. Nên bản thân con người mình á, mang một cái bầu, có cái loại ung thư nào mà nó bự bằng cái bầu không?
Mà trong khi cái đứa con mình mang trong bụng chưa chắc là cái nhóm máu của nó giống nhóm máu mình, máu của nó khác máu mình. Vì mà mình mang nó trong bụng mà mình vẫn tồn tại được, vì mình có cái tình yêu thương, nghĩ đứa con trong bụng là máu mủ mình thương yêu, nên cái sự tác hại nó không có. Còn ung thư, một khối u nó nhỏ thôi mà mình nghĩ nó là kẻ thù, đã là mình nghĩ nó là kẻ thù thì sự phát tán của nó ra. Nên chúng ta chết vì bệnh ung thư là do gì? Mình không cho ung thư là bạn. Đúng không? Đó. Nên quý vị thấy một cây đu đủ nó bị lớn, giỏi lắm thì nó bự lắm cho bằng cùm chân chúng ta đi, cái gốc đu đủ đúng không? Nhưng quý vị coi cái cây đu đủ nó chịu bao nhiêu cái trái đu đủ, từ ở trên đọt dài xuống rất nhiều đu đủ đúng không? Như vậy mà giông gió nó vẫn chịu đựng bao nhiêu trái đu đủ để tồn tại. Chúng ta nhìn cây đu đủ, không lẽ bản thân mình bự gì chúng ta chịu thua một khối u như tí tí gì sao? Mỗi người chúng ta có 60.000 tỷ tế bào khỏe mạnh, trong khi tế bào ung thư được bao nhiêu đâu. Như vậy mà chúng ta đầu hàng một nhóm tế bào nhỏ ung thư, đó là tại mình. Nếu như quý vị phấn chấn lên và bình tĩnh lên thì làm gì có chuyện ung thư nó làm mình bị gục ngã quý vị. Cái người bị bệnh ung thư hay bệnh này bệnh kia, họ bị một cái trạng thái này mà giết họ nè. Mình vừa bị bệnh ung thư lên thì mình suy nghĩ rằng nếu mình chết đi, chồng con mình hoặc vợ con mình sao, gia đình mình sao. Rồi cái tâm đó nó thành ra tiêu cực, nó nghĩ tiêu cực tiêu cực tiêu cực, rồi tự nhiên nó suy sụp tinh thần từ cái lo sợ mà chết. Nên có một cái nhà khoa học đã thí nghiệm, đem một tên tử tù này để ta thí nghiệm, bịt mắt nó lại, bịt tai lại hết. Và người ta nói với tên tử tù này, người ta để dưới là một cái thùng nước, cái thùng, người ta dùng cái loại chất loãng nào giống máu. Người ta nói là người ta cắt ngay chân chỗ cái khủy tai chỗ này, ngay chân mạch máu, máu chảy ra trong khoảng bao nhiêu thời gian thì người sẽ chết. Nhưng thật sự người ta không có cắt, mà người ta lấy cái đồ gì người ta gạch lên nó gác gác một chút thôi, chứ không có cắt. Nhưng mà người ta lại dùng nước đó, người ta nhiễu vào ngay cái chỗ mà cắt đó ra, thì cái, nó nghe nước mà nhiễu toảng 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 là máu chảy quý vị. Tức khắc nghe như vậy sợ hãi, và cuối cùng mấy phút sau chết. Thí nghiệm á, tác hại của sợ hãi làm mình chết đi. Thì thấy có nhiều người mình khi mình nghe một cái nguồn tin gì mà mình sợ, mình té xỉu hoặc mặt mày xanh lét, có nhiều người tim nặng quá chết luôn, đúng không? Cái tác hại của sợ hãi ghê chưa. Nên chúng ta là người tu, chúng ta biết được cuộc đời này vô thường, ai mà không chết lặng. Nên chúng ta hết sức cố gắng bình tĩnh khi gặp bất cứ sự cố gì trong cuộc đời. Đây là cái hay lắm, rất hay, thấy không? Các vị coi bao nhiêu ngàn người lễ Quan Âm Bồ Tát như vậy, mấy vị thấy già quá trời. Hồi tối có một bà cụ già vừa lễ xong 100 mấy chục lại. Mỗi lúc mình đang lễ 100 mấy chục lại, mình nghe ra ngoài kêu kêu đó, là có một bà cụ già, bà lễ 100 mấy chục lại xong bà mệt, bà té cái rầm xỉu. Nhân Đức lúc đó kêu mấy chú vô á, đang lại lễ mà Nhân Đức kêu á, chú vô coi cái gì. Thì mấy chú vô thì thấy bà cụ già bà mệt, thì ẩm ở vô phòng hộ niệm. Thì chùa mình đặc biệt lắm, ai đến chùa mà yếu là cứ đưa vô phòng hộ niệm thí nghiệm. Đưa vô phòng hộ niệm nửa tiếng sau bà nó bao khỏe rồi, ra lại nữa. Ghê không? Không dùng viên thuốc nào chứ. Vô phòng hộ niệm bắt điều niệm Phật nhẹ nhẹ, càng phải đau thì càng phải niệm. Thấy chưa? Nửa tiếng sau khỏe ra lại nữa, đại chân luôn. Nghe thấy không? Nên thường người ta bệnh đau người ta đã sợ. Mình là người chăm bệnh, mình là người đến thăm mà mình còn tác hại. Nên cái người mà vô duyên nhất là cái người
Người ta đã bệnh rồi mà lỡ thăm người ta nói hồi đó giờ tôi thấy mấy cái bệnh này là không ai sống. Nó thật sự quá vô duyên quý vị. Nó dù là cái bệnh này chưa ai sống thì nó thiệt chứ trong cuộc đời con người có ai sống hoài đâu quý vị. Anh sớm muộn cũng chết thôi, thấy không? Nhưng mình cũng động viên người ta một câu cho người ta bình tĩnh lại, vắng chắc lên. Còn thấy cái bà kia bệnh còn nặng hơn bà. Thèn ơi, cái mục của bà có chút xíu, cái mục bà kia bị lớn vậy đó. Vậy mà tới bây giờ lúc báo vẫn còn sống, có sao đâu. Nên bà yên tâm đi, bà niệm Phật đi, không có sao đâu nghe bà. Mình mà nói vậy đi người ta cũng được an tâm quý vị, người ta cũng được thoải mái cái tâm người ta nữa, hiểu không? Đó, cái quan trọng là chúng ta động viên người khác rất là khéo. Mình phương tiện những cái việc của người khác, nó có hay không có không biết, nhưng mà nó áp dụng đúng con người này. Cái đó là cái cách mà mình học Phật, mình có thông minh trí tuệ đó quý vị. Đó, mình không có dọa ai gì thì mình tu hạnh vô ý thí. Đó, nên từ nơi đó mà mình an tâm cho người ta. Tại sao quý vị thấy những đức thường vui thường an tâm lắm quý vị? Là vì sao? Vì những đức thường làm người ta vui. Vì thế lễ Quan Âm Bồ Tát như thế cũng mệt, mà như thế chọc người ta cười á, khi người ta cười rồi người ta sẽ khỏe nha quý vị. Thật sự mà nhiều cách ghê không. Hồi tối thật sự như đức đâu mắc tiểu đâu, đức nói gì người ta mắc cười đó quý vị. Người ta cười người ta khỏe đó. Không lẽ Phật Bồ Tát trách mình? Phật Bồ Tát nói công nhận mày thông minh, đúng không? Mà tối hòa thượng này nói một câu này: tôi là người đóng thiền, ông là người đưa người ta qua sông, rủ người ta về lên thiền. Ông rủ sao không biết, mà ông khéo rủ người ta mà người ta chịu lên thiền. Này là cái quan trọng, đúng không? Còn pháp thì đa dạng phương tiện, đâu phải nhất thiết cái cách nào đó không được. Miễn được mà giúp người thì là tốt. Nên nhà Đức mong quý vị những điều chia sẻ này, cái đoạn kết rất quan trọng đó là gì? Chọn lựa là cái quan trọng mà Phật đã chọn cho mình pháp môn tịnh độ. Thấy không? Đức Phật nói niệm Phật thành tựu thì Phật chọn cho mình rồi. Về nhà cố gắng niệm Phật nghe các phái đoàn phương xa. Chưa? Chúng ta cố gắng niệm Phật đi thì chúng ta sẽ gặp nhau. Không gặp ở đây thì cũng gặp ở Cực Lạc. Yên tâm đi. Nhớ nha, chồng vợ mình còn có bỏ, có thể bỏ mình, con mình có thể bỏ mình, Phật A Di Đà 100% không bỏ mình. Nếu như mình nhớ Ngài, Ngài không bỏ mình đâu quý vị ơi. Nhớ nghe à, phải quyết tâm niệm Phật nha quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc quý vị ơi. Cười lên cái coi. Cười thêm cái nữa coi nào. Ôi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.